Chào anh em nha. Hôm nay mưa gió rảnh rỗi mình ra thăm vườn cà phê của nhà mình. Mình quay lại cho anh em xem và tham khảo xem có nên trồng giống này không ha. Anh em sẽ thấy sao? Vườn mình này là trồng được 3 năm tuổi nhá. 3 năm, 3 năm nhưng mà mình đi bán quán á, nên không có thời gian chăm sóc, để lại cho người ta chăm sóc, người ta thầu á. Thì người ta chăm chắc chắn cũng không được như ý mình rồi. Nhưng mà anh em thấy kết quả sao? Mình mới lấy lại vườn khoảng nửa năm nay mình làm. Thì đây. Trái nó đóng. Trái nó đóng hơi bị nhiều. Đây vườn cả 3 năm nhé. Để mình quay chi tiết hơn nhé. Anh em xem này. Cái tay của nó rất dài, mập. Tay của nó chắc là hai mấy cặp lá. Này, năm nay nó đóng khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hơn một chục tay nhá, có trái nhá. Nó đóng cùm ghê. Mà trong khi đó nửa năm nay mình cũng không xịt gì á, không xịt thuốc nên nó cũng rụng khá nhiều á mọi người. Đây. Cái núm của hắn này. Cà này người ta gọi là cà sọc dưa nhá. Hoặc gọi là cà xanh lùn đấy, nhưng mà là giống xanh lùn chuẩn nhất, giống giống mới về sau á, giống TS5 á, giống TS5 á. Anh em thấy sao? Trái nó kinh khủng thật. Anh em nào mà trồng mới nên tham khảo trồng giống này. Này mình đi lên. Nói chung vườn mình á thì chăm sóc không như vườn khác nên nó đây này, cái thấp cái cao tùm lum hết, nó cũng không được đồng đều, nhưng mà cái giống này công nhận là trái kinh khủng khiếp luôn mọi người. Nó nhiều ưu điểm lắm. Ưu điểm của nó là nó ra nhánh này, ra xương cá này. Anh em trồng cái loại này thì ra xương cá mập mạp khỏi, nó không như giống thiện trường. Giống thiện trường thì không chịu ra tay. Cái này tay chân nó rất mập. Tay dài, thẳng. Cà này giòn nữa, không dễ hái. Đó, anh em thấy sao? Trái nó đóng khiếp thật. Đây, vào trong mình mới thấy trái. Này nó rụng hết, rụng khá nhiều, rụng thưa luôn. Mình do mình chăm sóc ấy, chứ còn nó giống này chuẩn này. Đóng cùm. Trái khiếp. Mình chăm sóc không kỹ, phân cho không đầy đủ, rồi thuốc men không đầy đủ, nó rụng rất nhiều. Nếu anh em nào có hướng trồng mới cả thì mình nghĩ là giống này là ưu việt nhất so với những giống còn lại. Mình thấy thiện trường hay là hữu thiên, hay là hữu thiên là giống lá xoài mọi người. Mình thấy không có giống nào ưu điểm toàn diện như giống TS5 này. Này. TR4 không lại đâu mọi người ạ. Đây anh em cứ xem tham khảo nhé. Nên mình chăm sóc cũng không được như người ta nên nó cũng vàng cả cây này. Nhưng mà trái thì khiếp hồn. Trái nhiều.
Năm thứ ba mà anh em thấy trái đóng kìa. Này, cũng cây cao cây thấp chăm không đồng đều. Giống này mà vào những tay anh em nào chuyên về cà phê thì người ta chăm thì chắc là trái gãy cành. Anh em nhìn cái tay của nó này, tay nó này bao nhiêu cọc lá, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 cặp lá, 24 mắt để ra trái mà nó ra vẫn còn đầu cành này kìa. Nó đóng trái, nó đóng khiếp thật. Cái này được nhiều ưu điểm nữa là nó chín muộn nha anh em, chín muộn so với cái cả bình thường. Chín muộn kiểu này nó nhiều lợi thế. Thứ nhất về nhân công, nó không phải là có mùa chính nên mình kiếm nhân công thu hoạch nó cũng dễ hơn. Thứ hai vào cái mùa tháng 11, 12 đó là nó nắng à, mưa gió đồ, nó nắng mưa gió mình thu hoạch nó phơi phóng rồi, nó cũng có nhiều cái lợi. Cắt đọt cũng ác, mình bấm ngọn rồi đấy. Nhìn trái khiếp hồn. Đấy, anh em thấy sao? Mọi người thấy sao? Trái nhìn thích đúng không? Này là mình chăm kỹ nó vẫn rụng nhiều. Vườn tung thể đất đây thì nó cũng không màu mỡ gì đâu, nó dốc mà. Mình trong chăm không đều, bây giờ cây còn thấp này. Chào anh em nhé. Anh em nào muốn trồng muốn lấy giống ạ thì tới vườn mình lấy thoải mái nhá, mình không tính tiền. Còn ghép thì mình không nuôi chồi nhá nên lấy chồi ghép thì hơi khó, nhưng mà lấy giống hạt á thì tới vườn mình. Rồi chào mọi người nhé.